kính chào quý khán thính giả, chương trình phát hình hôm nay của bản tin qua thanh đốm gồm có phần tin đáng chú ý, bản tin thế giới, phần nhận định của bình luận gia Đại Dương và sau cùng là phần phóng sự cộng đồng về hỗ trợ Tết từ Kentucky. Phần tin đáng chú ý gồm có những tin chính sau đây. Một đảng viên cộng hòa cao cấp cho biết người được ông Obama đề cử làm bộ trưởng bộ quốc phòng sẽ được phê chuẩn. Tòa Bạch Đốc phát thảo kế hoạch di trú dự bị và phe Cộng hòa cản trở. Hàng ngàn người tụ họp về vấn đề khí hậu tại Washington Đống, kêu gọi ông Obama bác bỏ đường ống dẫn dầu Keystone. Trước hết, kính mời quý khán thánh giả theo dõi bản tin các chiến đấu cơ F-16 chặn hai phi cơ gần nơi nghỉ lễ của ông Obama vào dịp cuối tuần. Các chiến đấu cơ F-16 đã ngăn chặn hai chiếc phi cơ sau khi chúng xâm nhập vào không phận hạn chế tạm thời gần một câu lạc bộ ở Florida, nơi Tổng thống Barack Obama trải qua những ngày nghỉ cuối tuần dài trong dịp lễ Tổng thống Washington. Trong một bản tuyên bố trên trang Facebook, Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ được viết tắt là NORAD cho biết hai chiến đấu cơ F-16 được phái đi để đối phó với chiếc phi cơ Landcare 320, vốn không liên lạc với các nhân viên kiểm soát không lưu gần hải cảng St. Lucie, Florida, vào lúc 5 giờ 10 phút ngày Chủ nhật giờ miền Đông. Sau cuộc ngăn chặn, chiếc phi cơ đã bị áp tải ra khỏi khu vực và được cho phép tiếp tục bay. Norad còn cho biết trên một trang Facebook khác rằng một chiếc Cessna đã bị chặn bên trong khu vực cấm vào khoảng 9 giờ 30 sáng ngày thứ Bảy giờ miền Đông. Bản tuyên bố cho biết rằng theo sau cuộc ngăn chặn đó, chiếc phi cơ này đã rời khỏi khu vực hạn chế và đáp xuống phi trường Okikobi là nơi nó gặp nhà chức trách. Ông Obama đang nghỉ lễ 3 ngày tại Florida, trong khi bà Michelle Obama cùng các ái nữ Sasha Malia ở Colorado để chơi trượt tuyết. Hôm Chủ Nhật, Tổng thống đã chơi golf với Tiger Woods tại câu lạc bộ. Một đảng viên cộng hòa cao cấp cho biết người được ông Obama đề cử làm Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng sẽ được phê chuẩn. Thượng nghị sĩ John McCain cho biết hôm Chủ Nhật rằng các đồng nghiệp trong đảng ông sẽ từ bỏ chiến thuật trì hoãn cuộc biểu quyết cho cựu thượng nghị sĩ Chuck Hagel làm Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng khi ông nói rằng người được Tổng thống Barack Obama đề cử này chắc sẽ có đủ sự ủng hộ để được phê chuẩn nắm chức vụ quan trọng đó. Phê dân chủ nắm quyền kiểm soát thường viện đã ấn định cuộc biểu quyết vào ngày 26 tháng 2, sau khi các thành viên trở lại từ kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần. Phê công hòa trì hoãn việc phê chuẩn hồi tuần rồi khi lần đầu tiên thường viện dùng chiến thuật thủ tục để ngăn chặn cuộc biểu quyết về một người được đề cử vào bộ quốc phòng. Với việc phê dân chủ nắm 55 phiếu trong thường viện gồm 100 chiếc ghế. Việc phê chuẩn cho ông Hayo được kỳ vọng sẽ thắng bằng một đa số đơn giản là 51 phiếu cần thiết cho ông để trở thành một nhà lãnh đạo dân sự tại ngũ giác đài một khi cuộc biểu quyết như thế được cho phép. Nếu được phê chuẩn, ông Hayo, một cựu chiến binh tham chiến tại Việt Nam 66 tuổi, sẽ thay thế ông Leon Panetta, 74 tuổi. Ông Hayo trước đây với tư cách là một thường nghị sĩ đã tách biệt khỏi đảng của ông bằng cách chống lại việc đảm đương cuộc chiến Iraq của tổng thống George W. Bush. Nay gặp sự chỉ trích nặng nề của phe công hòa kể từ khi ông Obama đề cử ông vào ngày 7 tháng Giêng để làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Một số đảng viên Cộng hòa thắc mắc là liệu rằng ông Hego có ủng hộ đủ cho Do Thái, có cứng rắn đủ với Iran hay có khả năng lãnh đạo ngũ Giác Đài hay không. Tòa Bạch Ốc phát thảo kế hoạch di trú dự bị và phe Cộng hòa cản trở Tòa Bạch Ốc đang phát thảo một kế hoạch dự bị về cải tổ di trú trong trường hợp một ủy ban lưỡng đảng ở Quốc hội cứu xét dự luật về vấn đề này bị thất bại mặc dù một đảng viên Cộng hòa nói rằng kế hoạch này của Tổng thống sẽ bị loại ngay khi vừa được đưa tới Capitol Hill. Chánh văn phòng Dennis McDonough của Tòa Bạch Ốc cho biết, chính phủ hy vọng những nỗ lực của lưỡng đảng sẽ đưa ra một bộ dự luật có thể chấp nhận được một cách rộng rãi, nhưng chính phủ vẫn muốn có một kế hoạch bi. Chính trị gia của hai phía đang lo lắng trong việc đối phó với luật cải tổ di trú, sau khi việc bỏ phiếu gia tăng ảnh hưởng của những người gốc Latin thiên nhiều về Tổng thống Barack Obama và phe dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2012. Tờ USA Today loan báo rằng bản dự thảo về di trú của tòa Bạch Ốc sẽ cho phép di dân bất hợp pháp được trở thành cư dân thường trú hợp pháp trong 8 năm. Kế hoạch này cũng còn cung cấp thêm tài trợ an ninh và đòi hỏi các doanh nghiệp phải kiểm soát tình trạng di trú của những người mới được tuyển dụng trong 4 năm. Ông McDonough không đưa ra chi tiết về kế hoạch của tòa Bạch Ốc, nhưng ông cho rằng rất quan trọng để thông qua luật cải tổ di trú trong năm nay, và nói rõ là chính phủ hy vọng những nỗ lực lưỡng đảng ở Capitol Hill sẽ mang lại kết quả. Ông Obama đã nhấn mạnh trong bài diễn văn trước quốc dân về tầm quan trọng của việc tạo ra con đường dẫn tới quyền công dân cho khoảng 11 triệu di dân hiện đang sống bất hợp pháp trên nước Mỹ. Nhiều đảng viên công hòa lại nhấn mạnh là biên giới của quốc gia phải được an ninh trước. Phê công hòa muốn chứng tỏ cho những người gốc Latin thấy là họ hiểu rõ sự quan tâm của những người này, nhưng họ cũng phải lưu tâm tới các thành viên bảo thủ trong chính đảng của họ là những người lo ngại về việc khuyến khích thêm vấn đề di trú bất hợp pháp trong tương lai. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, đảng viên Cộng hòa quan trọng trong vấn đề này và là một trong 8 thượng nghị sĩ trong Ủy ban phát thảo dự luật đã bác bỏ bản dự thảo của tòa Bạch Ốc như là một sự đổi mới sai lầm nghiêm trọng của những chính sách di trú thất bại vốn làm cho những vấn đề di trú của đất nước trở nên tệ hại hơn. Vẫn theo tờ USA Today, di dân bất hợp pháp cũng có thể làm đơn xin cấp giấy chiếu kháng theo dự thảo luật của tòa Bạch Ốc. Nếu được chấp thuận, Họ có thể xin cấp cùng tình trạng hợp pháp tạm thời cho vợ con họ đang sống bên ngoài nước Mỹ. Hàng ngàn người tụ họp về vấn đề khí hậu tại Washington kêu gọi ông Obama bác bỏ đường ống dẫn dầu Keystone. Hàng ngàn người biểu tình quy tụ về National Mall ở Washington vào hôm chủ nhật để kêu gọi tổng thống Barack Obama hãy bác bỏ đề nghị gây tranh cãi về đường ống dẫn dầu Keystone XL và thực hiện lời hứa trong lễ nhậm chức của ông để hành động đối với việc thay đổi khí hậu. Những người tổ chức sinh hoạt Fort Worth on Climate ước lượng có khoảng 35.000 người từ 30 tiểu bang đã đổ sâu ra đường trong điều kiện lạnh giá và gió buốt cho điều mà họ gọi là một cuộc tập hợp lớn nhất về khí hậu trong lịch sử Hoa Kỳ. Cảnh sát không xác nhận con số đông đảo này. Những người biểu tình cũng đã tuần hành chung quanh nơi gần tòa bạch ốc và hô to khẩu hiệu phản đối đường ống dẫn dầu Keystone. Diễn biến này xảy ra vài ngày sau khi một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đưa ra lời kêu gọi mới nhất để yêu cầu ông Obama chấp thuận đường ống dẫn dầu trị giá 5,3 tỷ mỹ kim này, vốn được nhiều người xem là động cơ để tạo ra việc làm và là một bước nữa để tiến tới sự độc lập năng lượng. Một cuộc thăm dò mới của Harris Interactive cho thấy có 69% người trả lời nói rằng họ ủng hộ việc xây dựng đường ống, với chỉ có 17% cho biết họ chống lại nó. Một trong những người tổ chức chính là nhà hoạt động về khí hậu Bill McKibben nói rằng việc chấp thuận đường ống vốn chuyên chở dầu thô từ vùng Bắc Alberta tới các nhà máy lọc dầu và hải cảng ở Texas sẽ giống như là đốt một quả bơm tháng khí có thể gây phương hại không thể bù đắp về khí hậu. Dự án đó của công ty TransCanada đã được chờ cứu xét trong 4 năm rưỡi. Con đường dẫn dầu điều chỉnh ngang qua Nebraska vốn sẽ tránh xuyên qua những vùng sinh thái nhạy cảm và các tầng ngầm nước đã được thống đốc tiểu bang này chấp thuận hồi tháng trước. Những người ủng hộ đường ống Keystone vốn sẽ chuyên chở 830.000 thùng dầu mỗi ngày cho rằng nó sẽ cung cấp hàng ngàn việc làm tại Hoa Kỳ và gia tăng an ninh năng lượng cho vùng Bắc Mỹ. Giới lập pháp trách cứ ông Obama không bảo vệ các nhà đối lập Iran. Hôm Chủ nhật, các nhà lập pháp than phiền rằng Tổng thống Barack Obama đã không bảo vệ các nhà bất đồng chính kiến Iran bị ngược đại bởi chế độ Tehran theo sau một cuộc tấn công chết người vào trại của họ gần Baghdad và yêu cầu cho họ được phép trở lại căn cứ lâu đời của họ ở Iraq. Một phái đoàn quốc hội được hướng dẫn bởi dân biểu Tina Baker Chủ tịch Tiểu bang Hạ viện về Âu Châu, sau khi gặp gỡ các lãnh tụ đối lập Iran ở Paris, đã tuyên bố rằng chính phủ Obama không nên ủng hộ việc di chuyển các thành viên Iran thuộc tổ chức bất đồng chính kiến mujahideen Ikat, hay e hay MEK tới một nơi mà họ không được an toàn. Có ít nhất 5 người tử vong trong vụ tấn công bằng hỏa tiễn hôm 9 tháng 2 vào căn cứ của họ ở khu quân sự cũ của Mỹ, Camp Liberty, thuộc miền Tây thủ đô Iraq. Cuộc tấn công này đã bị Liên Hiệp Quốc lên án. Tổ chức MEK vốn kêu gọi lật đổ những nhà cai trị gốc giáo sĩ của Iran và đã chiến đấu cùng với lực lượng của nhà cựu độc tài Saddam Hussein gốc Sunni trong cuộc chiến Iraq-Iran trong những năm 1980 đã được dời chỗ hồi năm ngoái khỏi một căn cứ lưu vong lâu đời ở Iraq tại Camp Ashraf. Tổ chức này không còn được hoan nghênh tại Iraq dưới thời chính phủ do người Hồi giáo gốc Shia GI lãnh đạo, vốn lên nắm quyền sau khi lực lượng do Hoa Kỳ cầm đầu xâm lăng và lật đổ ông Saddam Hussein hồi năm 2003. Nhưng một số chính trị gia Mỹ xem tổ chức này là lực lượng đối lập có tiềm năng để thay thế những nhà cai trị của Tehran và nêu lên trường hợp của họ tại Hoa Thịnh Đốn. Job Corps ngưng tuyển dụng người mới Bộ Lao động đã tạm ngưng việc ghi danh mới cho một trong những chương trình huấn nghệ lớn nhất trên nước Mỹ dành cho thanh niên có lợi tức thấp, viện lẽ phí tổn quá cao mà những người chỉ trích đổ lỗi cho việc quản trị sai sót. Việc ngưng ghi danh của Job Corps có thể đóng cửa đối với khoảng 30.000 thanh niên đang phấn đấu trong một nền kinh tế khó khăn và có thể mất khoảng 10.000 việc làm tại các trung tâm huấn nghệ. Có hơn 70 thành viên quốc hội thuộc lưỡng đảng đã viết thư cho bộ yêu cầu giải thích về việc thiếu hụt của chương trình mà một nguồn tin quen thuộc cho biết. Tiến trình ngân sách đã ghi ở mức 61 triệu rưỡi Mỹ Kim. Hai nhà lập pháp đã khiếu nại với tòa vạch ốc. Job Corps, mở trung tâm đầu tiên vào năm 1965, là một đội ngũ tiên phong trong thời chiến đấu với nghèo đói của Tổng thống Lyndon B. Johnson. Chương trình miễn phí này cho thanh niên một cơ hội để lấy được bằng trung học, nhận được huấn nghệ hay có được chứng chỉ trong hơn 100 ngành nghề. Các viên chức bộ lao động cho biết họ ngưng ghi danh sau khi những nỗ lực cắt giảm chi phí khác bị thất bại. Họ hy vọng... Việc ngưng ghi danh này vốn bắt đầu hồi tháng Giêng sẽ kéo dài cho tới ngày 30 tháng 6. Tỷ lệ thất nghiệp dành cho thanh niên trong hàng tuổi từ 16 tới 24 là 17,4% trong tháng Giêng. Tỷ lệ này là 28% đối với người Mỹ gốc Phi Châu trong hàng tuổi đó, vốn chiếm gần 51% trong số học viên của Job Corps trong chương trình huấn nghệ năm 2011. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin Hoa Thành Đốn xin tạm ngưng nơi đây và sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo.